bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên, lòng đầy trào dâng bao niềm vui quý trước Phật đài. Mùa du lan đơn áo con cài hoa tươi thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Vào giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, muôn triệu con tim chúng con xin đê đầu kính cung thình chư tôn thiền đức, vì thương tưởng cho chúng con, thương tưởng cho nhân thiên mà trì bình khắc thực, giờ nhớ được hình ảnh Đức Thế Tôn hơn ngài cử hành cổ Phật khắc thực. Vì vào giờ này chúng con xin đê đầu kính cung thỉnh Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bồ Tát Ca Mâu Ni Phật. Thiền đức từng bước chân an lạc, khởi hành khắc thực làm lạc. Xin ban dặn lễ, ta xin đi chậm chậm từng bước. Mỗi bước chân của quý ngài là hiền cho sự hạnh phúc, mỗi bước chân của quý ngài là hiền cho sự phước báo, và những tình bát là ứng lượng khí, là sự hạnh phúc mà Đức Thế Tôn từ cách đây hơn 25 thế kỷ về trước, dù ngài đã vào thị tịch Niết Bàn, nhưng tăng đoàn vẫn là người nói tiếp, tổ tổ tương truyền, sư sư tương kính, để cúng dường làm lợi ích. Trên xin giáo pháp của Đức Như Lai, dưới xin thực phẩm của Đàn Na Tinh Thí, không ngoài mục đích nuôi thân huệ màng, làm nơi tu tập đến cửa giải thoát. Mùa lễ hội Vu Lan, chư tôn hiền đức vì bình khắc thực, là để cho chúng ta dùng sự phước báo tất cả tấm lòng để cúng dường, để cầu nguyện cho sông đường trường thọ, cha mẹ quá vàng được trực dạng Tây Phương, hồng danh của đài hiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Một Thiền Liên Bồ Tát. Kính thưa tất cả quý vị đang theo dõi bài pháp âm Phật giáo toàn cầu trên kênh tin tức Phật giáo toàn cầu. Sở dĩ hôm nay thì mình có mặt tại chùa Huệ Quang, như quý vị đã thấy rất là đông đảo, với chư tôn đức tăng ni cũng như là quý đồng hương Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để mà tham dự đại lễ Vu Lan Thắng Hội năm 2018 tại chùa Huệ Quang. Bây giờ là đã đúng giờ về chính thức làm lễ, đó là 10:30 sáng ngày 2/9 năm 2018 tại chùa Huệ Quang đã đang diễn ra lễ khất thực cho
thư tín Đức Tăng Ni, và quý vị cũng như đã thấy là mọi người góp online xếp hàng rất là đông, rất là dài trước chánh điện của chùa Hội Quang để mà cung thỉnh thư tín Đức Tăng Ni đến để mà làm lễ khắc phục theo cái lễ truyền thống mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2018. Và bây giờ thì mình xin mời quý vị hãy xem một số hình ảnh sinh hoạt tại chùa Hội Quang nhé. Cảm ơn các bạn. Truyền thống văn hóa lịch sử Phật giáo về nhà Vu Lan của Đại Hiếu Lục Kiền Liên Bồ Tát đang xảy ra tại chùa Hội Quang. Như quý vị thấy là Chư Tôn Đức Tăng Ni đi vòng quanh đi chánh điện đến nhà thờ tổ để cho quý Phật tử như theo truyền thống thì để cúng dường cho các vị Chư Tôn Đức Tăng Ni. Số thông tin về đại hội Vu Lan cũng
phỏng vấn với lại đại đức Thích Đồng Nghiệp. Xin chào đại đức Thích Đồng Nghiệp. Dạ. Đại đức cho con hỏi là hôm nay cũng như là quý chư tôn đức tăng nhân khác, đại đức đã đến đây để tham dự Vu Lan đại hiếu của ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát năm 2018. Thì đại đức có cảm tưởng gì về cái mùa Vu Lan tháng hội năm nay trong tất cả các chùa ở Ôn Cơ Tinh của chúng ta đã tổ chức từ đầu tháng tới giờ ạ? Đã thấy cầm được không? A Di Đà Phật, kính chào chị Thùy Linh và kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài. Chùa Huệ Quang cũng như tất cả các ngôi chùa ở Orange County này, mỗi năm vào mùa Vu Lan đều tổ chức lễ hội mùa Vu Lan. Thì năm nào đồng nghiệp cũng có đi đến đây để dự lễ cùng quý thầy và cùng quý vị Phật tử ở Orange County, tập trung về tại chùa Huệ Quang để làm lễ Vu Lan. Thì quý thầy và quý Phật tử cùng đồng một cái cảm nghĩ về một cái người mẹ của chúng ta, đó là ví dụ như là mẹ là vầng trăng, rồi là mẹ như là một nguồn suối. Thì tất cả chúng ta đều đồng nhau làm một cái buổi lễ để tưởng niệm về một người mẹ của chúng ta đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta nên người ngày hôm nay. Thì hôm nay quý vị đi đến đây rất là đông đảo để cùng nhau tưởng nhớ, cùng nhau nghĩ đến cái ân đức của cha và mẹ đã sinh thành chúng ta trên cuộc đời này. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và kính cảm ơn chị Thùy Linh. Và tôi xin cảm ơn đại đức rất là nhiều đã tiếp chuyện cùng với đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, trung tâm tin tức Phật Giáo Toàn Cầu, đã cho một vài ý kiến về cảm nghĩ về ngày lễ Vu Lan khi mà đến với chùa ngày hôm nay. Xin cảm ơn đại đức rất là nhiều. Ai đây là người